Xin chào các bạn, làm đàn ông thì việc tỉa lông mũi là việc mà chúng ta thường hay làm, có thể là một tuần một lần hoặc là một vài tuần một lần, vì khi lông mũi mọc dài ra thì sẽ rất khó chịu. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái dụng cụ tỉa lông mũi của Philips. Đây là cái Philips No Trimmer dòng 3000, có nhiều dòng khác nhau với là những chức năng khác nhau. Thì cái 3000 này nó nhỏ gọn, các bạn có thể cầm trên tay và các bạn có thể dễ dàng đưa lên trên mũi để tỉa lông mũi. Cái tỉa lông mũi này mình được tặng, nhưng mà các bạn cũng có thể mua ở trên mạng Việt Nam mình, rất đơn giản, với giá khoảng chừng 800.000. Thiết kế nó đơn giản, nó không phải sử dụng pin sạc mà sử dụng pin tiểu bình thường. Bên trong họ có tặng kèm cho một cái cục pin tiểu. Ngoài cái tỉa lông mũi thì họ cũng có hai cái đầu các bạn gắn vào dùng để ví dụ như tỉa lông mày, hoặc là các bạn có thể có râu ria dài dùng để tỉa râu, nhưng mà mình râu ngắn thì không có tỉa được. Bên trong thì có hướng dẫn sử dụng đơn giản và có thêm cái bao để các bạn đựng cái này và trong khi di chuyển đi du lịch. Cái bao đựng khá to hơn so với cái tỉa lông mũi, các bạn có thể nhét thêm cái đầu đó vào vẫn dư chỗ. Cái No Trimmer 3000 này cầm thoải mái trên tay, các bạn gắn pin vào và cái phần phía dưới chỉ cần xoay qua xoay lại là kích hoạt nó, mở nguồn hoặc là đóng nguồn. Khi các bạn mở pin ra lần đầu tiên thì bên trong cũng có cái hướng dẫn các bạn làm sao để tỉa lông mũi, tức là các bạn bật nguồn lên, đưa vào trong mũi và xoay nhẹ. Thì cái những lần đầu tiên sử dụng thì các bạn có thể là sẽ cảm thấy hơi khó chịu bởi vì nó chưa có quen, nhưng mà những lần sau thì các bạn sẽ quen hơn và tỉa lông mũi được dễ dàng và thoải mái hơn. Cái này có thiết kế tháo rời nên nó không có chống nước, nhưng mà cái phần đầu cắt, cái phần mà các bạn đưa vào mũi thì vẫn chống nước được, tức là các bạn vẫn có thể rửa sau khi sử dụng. Để kích hoạt và để mở nó thì các bạn xoay cái núm ở phía dưới, xoay một nấc là mở nguồn, xoay nấc nữa là tắt nguồn, và xoay mạnh về phía bên kia là tháo luôn cái đầu ra. Cái đầu cắt của nó giống như tông đơ, nó có hai phần lưỡi đưa qua đưa lại, các bạn đưa vào trong mũi và xoay nhẹ thì nó sẽ cắt cái lông mũi của các bạn. Cầm trên tay thoải mái, đơn giản, các bạn có thể cầm tay phải hoặc tay trái đều được. Nói thêm về hai cái đầu để tỉa râu ria hoặc là tỉa lông mày thì các bạn, cái hai cái đầu này nó có cỡ dài và cỡ ngắn khác nhau, các bạn gắn vào trong đầu này và có thể ví dụ dùng để tỉa lông mày nè, tỉa lông mi hoặc tỉa râu hoặc là tỉa tóc gì đó. Mình thực sự chưa có dùng được cái này bởi vì tóc của mình vẫn còn rất ngắn. Về trải nghiệm tỉa lông mũi bằng cái này á, thì trước mắt là nó cho cảm giác an toàn hơn so với dùng kéo. Các bạn cũng có thể mua những cái kéo chuyên tỉa lông mũi, cái đầu nó tròn, nhưng mà dù sao thọc cái kéo vào trong mũi mình vẫn cảm thấy ghê. Việc di chuyển cái này vòng vòng quanh mũi vào những lần đầu tiên thì sẽ có thể khiến bạn cảm thấy hơi khó chịu về những cái việc nó cắt như thế nào đó. Cũng giống như các bạn dùng là lưỡi dao cạo râu bằng điện, thì những lần đầu tiên khi các bạn xoay dao trên da mặt của mình để cắt, để cạo râu, nó sẽ có cảm giác khó chịu. Nhưng mà sau đó trong quá trình sử dụng nhiều hơn thì nó sẽ quen hơn và các bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dùng hơn. Thì mình dùng cái này mình sẽ cảm thấy an toàn và tiện dụng hơn dùng kéo rất nhiều lần. Cái này các bạn dùng xong thì chỉ cần mở nước và rửa cái đầu thôi, rất đơn giản. Xong rồi để đó phơi khô, một pin tiểu có thể xài nhiều tháng liên tục nếu như các bạn có ít lông mũi. Và có nhiều lông mũi hoặc là dùng chung với vợ thì có thể là thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn. Cảm ơn các bạn, Name.vn.